Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Kiếm Hiệp Tình Cu Phèo. Hôm nay mình mời các bạn đến với bài viết Bang chủ cái bang, một nhân cách lớn. Mời các bạn cùng theo dõi. Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công là một trong những nhân vật quen thuộc đối với những độc giả truyện Kim Dung. Là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, gồm có Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoàn Chí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương và Bắc Cái Hồng Thất Công, là bang chủ của Cái Bang, một bang hội lớn mạnh nhất võ lâm thời ấy. Cùng với đả cầu bổng pháp biến hóa kỳ diệu và hàng long thập bát trưởng oai mãnh dị thường, Hồng Thất Công được xếp vào bậc đại tông sư võ học, đồng thời là người có uy tín cũng như danh vọng vào bậc nhất tại giang hồ. Cùng với võ công cái thế, nhân phẩm cũng như tính cách của Hồng Thất Công cũng góp phần quan trọng làm nên thanh danh vang dội của Bắc Cái lẫy lừng Trung Nguyên. Ghét ác như cừu, một đời hành hiệp trượng nghĩa, hành xử công bằng, chính trực, chưa bao giờ lạm sát người vô tội. Hồng Thất Công chính là một trong những mẫu đại hiệp hoàn hảo nhất mà Kim Dung từng xây dựng. Chỉ có điều, bản thân ông lại là một anh hùng không hề hoàn hảo. Cái không hoàn hảo ấy được thể hiện ngay ở bàn tay của Hồng Thất Công. Bàn tay của ông chỉ có 9 ngón, bởi một ngón tay đã bị chặt đứt trong cơn tức giận. Hồng Thất Công lý giải, hễ ngón tay trỏ máy động, nhất định sẽ được ăn ngon. Và cũng bởi ham ăn ngon, ông đã vô tình khiến một huynh đệ sinh tử của mình chết thảm vì không tới kịp. Hối hận và giận dữ, Hồng Thất Công đã rút đao chém phăng ngón tay đó. Có điều, ngón tay dù đã đứt, tật ham ăn của bang chủ Cái Bang vẫn không sao bỏ được. Chính Hồng Thất Công cũng tự nhận đó là thói xấu nhất của đời mình. Hễ cứ nhìn thấy của ngon vật lạ, ông lập tức quên hết mọi sự trên đời. Thậm chí, tới thể diện của một đại cao thủ võ lâm, ông cũng gạt phăng sang một bên. Như khi nhìn thấy con gà nướng bùn của Hoàng Dung làm cho Quách Tĩnh, vị bang chủ Cái Bang khi đó mắt nhìn chân chân vào con gà, cổ họng giật giật, nước dãi ứa ra, bộ dạng như thể sắp la vào cướp vậy. Cũng chính vì cái tật ham ăn đặc biệt của mình, Hồng bang chủ đã bị Hoàng Dung dụ dỗ đem toàn bộ hàng long thập bát trưởng trấn phái của mình dạy cho Quách Tĩnh. Nên nhớ lúc đó họ hoàn toàn chỉ là bèo nước gặp nhau. Kể cả khi biết Hoàng Dung là con gái của Hoàng Dược Sư, thì đối với Hồng Thất Công, cô chẳng qua cũng chỉ là con của một vị bằng hữu mà thôi. Vậy mà ông dám đem 15 chiêu trưởng pháp vô địch thiên hạ ấy truyền thụ cho Quách Tĩnh, chỉ để đổi lại là thưởng thức những món ngon vật lạ trên đời. Thói tham ăn uống khó tin của Hồng Thất Công có thể khiến nhiều người cười thầm, thậm chí mỉa mai sau lưng ông. Nhưng nhân cách và khí phách của Bắc Cái lại hoàn toàn trái ngược. Bỏ qua thật xấu gần như duy nhất của ông, người ta thấy hiển hiện sừng sững một vị đại hiệp quân tử, nhân nghĩa và trung hậu đứng đầu trong thiên hạ. Đông Tà Hoàng Dược Sư, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, võ học đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, văn chương có thể bác lại thánh nhân, trí tuệ đứng đầu thiên hạ, nhưng vẫn phải dành cho Hồng Thất Công sự kính nể vô cùng đặc biệt. Khi Hồng Thất Công tới đảo Đào Hoa hỏi cưới vợ cho Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư nghe lão cầu xin một chuyện đã vừa mừng vừa lo, vội vã đồng ý, bởi chưa khi nào Bắc Cái mở miệng nhờ ai giúp đỡ. Trên đời làm gì có thứ làm khó được bang chủ Cái Bang hùng mạnh và đông đảo nhất trong thiên hạ. Hơn nữa, việc mà Hồng Thất Công làm chắc chắn đều là những điều nghĩa hiệp và tốt đẹp, chứ không bao giờ là những chuyện xấu xa độc ác. Thậm chí ngay cả khi đối diện với kẻ thù, tinh thần võ hiệp cao thượng vẫn được ông đề cao hơn cả. Khi Âu Dương Phong, lão độc vật nham hiểm và ti tiện, từng ra hại ông không ít lần, gặp nạn giữa biển khơi, Hồng Thất Công vẫn ra tay cứu giúp, mặc cho Hoàng Dung vô cùng bất mãn. Bang quy của Cái Bang từ trước tới nay vẫn luôn là cứu người trong cơn hoạn nạn,
bất kể kẻ đó là ai. Ông thân là người đứng đầu của cái bang, làm sao có thể tự tay phá vỡ thứ bang quy truyền đời bao năm đẹp đẽ ấy. Nhưng Hồng Thất Công lại không hề bảo thủ hay cứng nhắc như những bậc quân tử cổ hủ trong chuyện. Ông phóng khoáng và thậm chí có đôi chút bốc đồng, thích hành sự tùy hứng, nhưng không bao giờ vượt khỏi ranh giới trượng nghĩa mà mình đã tạo dựng. Hồng Thất Công có thể nghịch ngợm truyền thụ võ công cho bất cứ ai ông thấy có duyên, có thể vượt qua tường rào trong đại nội ăn vụng trò đã thèm, nhưng những lúc cần tới bản lĩnh khí độ của một vị đại tông sư, Hồng Thất Công Bắc Cái lại luôn cho thấy không phải ngẫu nhiên mà tiếng thơm của ông lại vang danh trong thiên hạ. Đoạn văn mô tả Hồng Thất Công một thân chính khí lẫm liệt đối diện với câu hỏi hóc búa của Cưu Thiên Nhận đã mang lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho người đọc về hình ảnh của một vị đại anh hùng. Thiết trưởng Thủy Trượng Phiêu Cưu Thiên Nhận vốn là bang chủ của Thiết Trưởng Bang, một đời làm vô số việc ác. Trong lúc bị đông đảo cao thủ vây lại, ông thốt lên: vị nào cả đời chưa từng làm việc xấu, chưa từng giết người vô tội, hãy bước ra đây, tại hạ xin vươn cổ chịu chết, nếu cau mày một cái thì không phải là hảo hán. Câu nói ấy đã khiến cho tất cả các cao thủ võ lâm phải dừng tay. Cả đời sống trên đầu gươm mũi kiếm, dưới tay họ đã có biết bao nhiêu người bị giết, và trong số đó không phải ai cũng hoàn toàn có tội. Đã bước lên tới vị trí cao thủ võ lâm, chẳng một ai dám tự nhận mình chưa bao giờ làm việc xấu, chưa giết lầm người. Nhưng trong lúc tất cả các cao thủ bị câu hỏi ấy trói buộc, Hồng Thất Công đã xuất hiện. Vị đại anh hùng đó lẫm liệt tuyên bố: lão khiếu hóa nhất sinh, giết 231 người, kẻ nào cũng là quần gian ác. Nếu không là tham quan ô lại, thổ hào ác bá, thì cũng là đại gian ác, phụ nghĩa bạc tình. Lão khiếu hóa tham ăn uống, nhưng bình sinh chưa giết người nào tốt. Cưu Thiên Nhận, ngươi là người thứ 232 đấy. Cưu Thiên Nhận võ công không thua kém Hồng Thất Công, nhưng bị chính khí của Bắc Cái làm cho sụp đổ, toàn nhảy xuống vực tự tận để kết liễu cuộc đời tội lỗi của mình. Cái hùng oai của bậc đại hiệp chính nghĩa trong con người Hồng Thất Công còn khiến vô số các đại cao thủ khác phải hổ thẹn khi nhìn lại chính bản thân mình. Có thể trong thiên hạ ngũ tuyệt, Thất Công không phải là người xếp hàng đầu trong võ lâm, nhưng vẫn có những đại cao thủ có thể đánh ngang hoặc vượt trội hơn Bắc Cái. Nhưng nếu xét về cách làm người, cách đứng trên giang hồ một cách lẫm liệt, đường hoàng, không biết tới hai từ hổ thẹn, Hồng Thất Công luôn xứng đáng là một nhân vật đứng đầu. Vốn dĩ Hồng Thất Công không hề hoàn hảo, cũng không phải là một bậc thánh nhân không khiếm khuyết, nhưng ông lại là anh hùng, một đại anh hùng thật sự. Bởi anh hùng vốn đâu cần hoàn mỹ, họ chỉ cần có trái tim của một đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, vậy cũng là đã quá đủ rồi. Trên đây Kiếm Hiệp Tình Cú Phèo vừa giới thiệu đến các bạn bài viết Hồng Thất Công, bang chủ cái bang, một nhân cách lớn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ clip cũng như subscribe kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Chào tạm biệt.